Hoàng Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay tiếp tục Hoàng Sơn chia sẻ một tin vui cùng cả nhà mình, tức là có thêm một khán giả nữa về kênh Sức Khỏe 60 Giây mà dùng cỏ mực trị suy thận và hết bệnh. Thì thật sự là có rất là nhiều người hết bệnh nhờ cỏ mực ha, chỉ cần kiên trì thôi. Nhưng mà bà con mình muốn thêm người chia sẻ thông tin để mình có thêm động lực và cái kinh nghiệm của bà con mình hết rồi bằng cách nào. Thì thật sự là trên kênh Sức Khỏe 60 Giây rất là nhiều người hết bệnh ha. Nhưng mà Hoàng Sơn xin ghi âm lại cuộc gọi hoặc là ghi hình thì bà con mình cũng ngại, tại vì ở quê mà mình cũng ngại sợ lên video hoặc qua những cái ghi âm như thế này, nên là thật sự là nếu bà con mình hết á thì chia sẻ cùng cả nhà mình ha. Tại vì giống như mình khi mà mình lỡ mà mình bị suy thận đó thì mình không biết là cách nào để cho hết, và cái lòng tin đối với cái thông tin đó có đúng hay không. Nên là khi mà mình đã chữa hết bệnh rồi thì mình nên chia sẻ niềm vui đó bằng cách là mình tạo thêm động lực cùng bà con ha. Tại vì cái này tất cả mình chia sẻ thật mà, mình đâu có cái gì phải cần phải giấu giếm ha. Bữa nay em có gặp bác Đàm ngoài Hà Nội, trong khi lúc nãy em đang đi làm về thì bác có gọi, thì em có trao đổi sơ để xin bác là tối nay mình sẽ ghi âm lại cuộc gọi. Alo, dạ bác Sơn, chào bác Đàm. Dạ, bác không quay hình ảnh ha? À, dạ bác muốn quay hình ảnh bên con luôn phải không? Dạ rồi, tại con ngại, sợ bác ngại chia sẻ hình ảnh thôi. Rồi con để con mở video ha. À, alo, dạ rồi bật camera rồi, bác nhìn thấy chưa? À, hình ảnh của con có rồi, bên bác có chưa? Bác bật camera bên bác. À, con nhìn thấy hình ảnh bên bác, bên con, nhưng mà chưa thấy hình ảnh bên bác. Dạ rồi để con gọi lại nghe. À, cả nhà mình chờ xíu nghe. À, tại lúc đầu em sợ là bác không cho ghi hình nên là alo, dạ con chào bác. Dạ, con xin phép ghi hình lại bác, cho phép ha. Dạ. 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 Con xin phép cho bà con mình nhìn bác cái nghe, cho nhìn thấy người thật việc thật đặng cho tin. Dạ. À, đây cả nhà mình ha. À, chào bác nghe. Dạ rồi. Dạ bây giờ con nhờ bác chia sẻ lại cái thông tin là từ khi mà bác bệnh cho đến bác dùng cỏ mực như thế nào bác ha. Dạ. Dạ. Thì đến đến cuối tháng 12 năm Dạ. 17 thì tôi bị tức là viêm đường tiết liệu. Dạ. Thế là sau khi mới đi khám ở bệnh viện thì bệnh viện họ bảo là không chữa được, viêm đường tiết liệu không chữa được, Dạ. là bệnh qua. Dạ. Thì về uống các cái cây cỏ mát này để chữa Dạ, là nhưng dùng cỏ không mát để khỏi. uống. Dạ. Nhưng mà không khỏi thì đến là sang đầu năm 18 Dạ. thì bắt đầu nó đột xuất lên là rất là bất ngờ, là huyết áp trước khi nghỉ hưu là bác sĩ khám là huyết áp là 120 trên 80. Dạ, huyết áp Thế tốt. mà khi thế là khi bị viêm đường tiết liệu đấy thì Dạ. là sau 3-4 tháng thì là bắt đầu huyết áp tự nhiên nó đột xuất lên, nó lên đến cao đến 190 đến 200. Ôi trời ơi, cái đó nếu mà 180 là đã nhập viện rồi bác. Đấy thì đi khám ở bệnh viện thì là nó nguyên nhân là do con chuột nó cắn ở tay. Dạ. Thế thì mới bị sưng tay, viêm viêm tay, cái tay thì là bắt đầu
vào bệnh viện khám thì khám tổng quát mới phát hiện. Dạ. Họ mới để phát hiện ra là huyết áp mình cao. À. Thế là họ cũng bắt mình phải vào cái phòng cấp cứu. Dạ. Thế là khi vào phòng cấp cứu thì được một ngày thì bắt đầu mới làm viện. Dạ. Để chữa. Thì là chữa con chuột nó cắn rồi viêm khỏi rồi và chữa luôn cả huyết áp. Dạ. Nhưng mà không khỏi. Dạ. Thực ra thì nói thật sự là không ai kể cả bệnh viện chưa biết nguyên nhân vì nó bảo là bệnh huyết áp cao này là vô căn. Dạ. Thế là tôi làm một tháng thì là 15 hôm thì là tôi xin ra viện. Dạ. Là bệnh viện là uống thuốc giảm huyết áp và đến khúc giảm. Dạ bác. Nguy hiểm như thế. Thế thì sau bắt đầu tôi mới về, quay sang tôi mới ra bệnh viện tim Hà Nội. Dạ. Ra viện tim Hà Nội thì bác sĩ và điều trị gọi là chuyên cho mình mấy tháng thì bà Hiền bà ấy bảo là không khó chữa. Dạ. Chỉ cho biết là giảm nhịp tim này. Dạ. Và giảm huyết áp thì là lúc ấy bị huyết áp nó xuống. Dạ. Thì có kiểm tra thì bà ấy phát hiện ra là bị suy thận ở mức độ 2. Dạ. Đến bệnh viện tim ở Hà Nội này. Bác còn nhớ cái chỉ số creatinine lúc đó không? Tôi nghĩ là nó lên là 219. 219 của creatinine là millimol trên lít. Dạ. Rồi. Thì sau khi điều trị khoảng 3 tháng sau thì nó lên đến 369. Tức là 3 tháng sau nó tăng lên là từ 200 mấy lên 300 mấy luôn. Lên 300 mấy luôn. Dạ. Thì sau khi đấy thì tôi mới phải vào mạng để tìm hiểu về cái bệnh suy thận này. Dạ. Có cái thuốc gì chữa không? Dạ. Thì cũng có qua một cái gọi là cái kênh ở nước ngoài. Dạ. Thì là có một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch và suy thận là họ cũng tư vấn là tức là có 5 loại dẫn đến suy thận. Thì dạ. Viêm đường tiết liệu này. Dạ. Cao này. Rồi sỏi mật này. Dạ. Và một cái trường hợp nữa thì là tôi chắc là quên rồi. Dạ. Thì là tôi mới tìm hiểu thế thì tôi bảo thì là nó rất nhiều nguyên nhân để gây ra suy thận. Dạ. Khi tìm hiểu trên kênh thì là mấy lại gấp coi như kênh của mình đây là sức khỏe 60 giây. Không đây. Dạ. Thế thì mới giới thiệu là có ông bố là chưa được suy thận đúng không? Dạ, đúng rồi. Xong lại một hai người nữa. Dạ. Và cũng có lấy một cái giấy xét nghiệm chính như là tôi đã từng làm. Dạ. Từng đã là xét nghiệm của bệnh viện. Dạ. Thì bắt đầu là tôi mới ăn. Mà chính bác sĩ Hiền ở bệnh viện tim mạch ấy. Dạ. Là bảo là nghiêm cấm không được ăn đá cây cây thuốc bạc. À, không được ăn thuốc nam. Dạ. Dạ. Bác sĩ nói cái tư vấn thế là cũng cấm không cho cho ăn. Dạ. Sau về tôi cũng về gọi là giấu cha ở nhà để ăn. Dạ. Tôi ăn được 15 ngày thì là bắt đầu ra xét nghiệm ở bệnh viện hai cái bệnh viện huyện. Dạ. Và một cái bệnh viện tim mạch thì là lúc ấy chỉ số của tôi nó xuống còn có là 135. Ủa nhưng mà bao lâu bác ăn bao lâu? Trong 2 tháng. Trong 2 tháng là mình xuống nhiều dữ vậy? Dạ. Mà nó giảm xuống từ 369 và xuống còn có 135. Từ 369 xuống còn 135. Nhưng mà con hỏi là tại sao mà bác lại dám ăn cỏ mực khi mà bác sĩ không cho mình ăn? À, tại vì là mình phải ăn để mình cứ từ mình để xem. Dạ. Tại vì tôi là như này, tôi vì như này gia đình cho đi này. Dạ. Tức là tôi đã ra bệnh viện y học cổ truyền của quân đội. Dạ. Của trung ương này. Dạ. Là ra lấy bốc thuốc và chữa bệnh suy thận này nhưng mà tôi uống 10 tháng thuốc thì nó mới tăng lại, nó lại tăng lên 369 nữa đấy. Tức là mình uống thuốc mà nó không giảm nên là mình phải tìm cách khác. Cái thuốc mà gọi là y học cổ truyền họ cho uống cái là gọi là thuốc bắc này. Dạ. Nào nó tăng nhanh như thế đấy. Dạ. Chính vì thế đó gia đình cũng sâu uống. Dạ, thấy đồ lạ là sợ. Sợ quá mà. Dạ. Thế là coi như xong cái xét nghiệm đấy là tôi
sợ. Thế Dạ, thì bắt đầu tôi lại phải ăn cái cỏ mực này là ăn dấu luôn, yeah, giấu gia tôi đình luôn. đi hả, để tôi luộc ăn dấu luôn Dạ. không cho nhà biết, Dạ. cứ tưởng ăn rau. Dạ. Thế ăn rau ăn thì nó xuống còn có 135. À, quá tốt ha, không ngờ hả bác. Mấy năm vừa rồi tôi đưa lên trang cá nhân của tôi nhưng mà không ai đả động gì, không À. ai hỏi gì, thậm chí tôi Tức cũng không là nói bác cũng chia sẻ thông tin đó lên trên trang cá nhân của mình để coi ai có nhu cầu để chia sẻ đúng không? đúng Dạ, rồi, để nhưng không mà không có ai mà quan tâm hết. Rồi nó xóa lại còn rất, luôn. nó còn Dạ. rất buồn ở cái chỗ đấy. Dạ. Dạ, con có không ngờ bác gọi cho con lại xin ghi âm Ôi, ghi hình là bác lại cho. hôm Con nay rất là mừng. là cái có cái thông báo rất ra mình cái này bảo tôi sẽ đọc thông báo lại cho kênh của mình biết. Dạ. Đó, vì bạn nó bị kém đó. Nhà mạng bị kém xíu. À, dạ. Alo. À, mạng hơi yếu vậy em gọi lại cái ha. À, cả nhà thông cảm chút nha. Dạ, mạng hơi kém hay giật. Bạn nó kém. Dạ. Thế thì này nói đến cái chuyện là uống thuốc ở bệnh y học cổ truyền của Trung ương Dạ. là 10 tháng. Dạ. Sau đấy nó đi đâu nó phải suy tạng như thế. Dạ. Xong bắt đầu tôi lại sợ tôi không dám uống nữa thì bắt đầu khi tôi xét nghiệm được hai bệnh viện huyện và một bệnh viện tim mạch Hà Nội Dạ. thì chính ba bác sĩ hiện nay thấy tôi xuống một cách bất ngờ như thế, Dạ. bà ấy còn đứng lên và bắt tay tôi và bà ấy nói thẳng một câu là từ khi bà ấy cũng sau khi nghỉ hưu mà Dạ. từ khi bà ấy làm bác sĩ đến bây giờ nghỉ Dạ. hưu mà chưa chứng kiến một người nào bị suy thận mà chữa khỏi như là bác Dạ, đấy là lão lùng ha. một Dạ. tay tôi Dạ. đấy, mà có cả con gái tôi ngồi cùng để chứng kiến và bao nhiêu bệnh nhân nữa Dạ. đấy. Nhưng Thì mà dạ. sau khi khỏi đấy thì tôi không không phải ra bệnh viện Dạ. tim mạch nữa, Dạ. và ở nhà nghỉ ngơi ở nhà. Mà ở đâu mà bác có cỏ mực nhiều để ăn như vậy? Cỏ mực thì lại ở quê nhà tôi lại trồng rau cho nên là nó mọc rất nhiều, Dạ hả? Dạ. mà còn người 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 trồng rau mà còn phải phá đi không hết này. Bác rất là may mắn á, tại có nhiều bà con tìm không ra cỏ mực, nhất là ở nước ngoài luôn. Dạ. Đấy, nếu như là coi như là ai mà có nhu cầu thì tôi đi hái tôi gửi cho mà chữa Thực khỏi sự là nhu cầu thì bà con rất là nhiều, nhưng mà chắc phải xin hộp á về trồng chứ bác không cho hết nổi đâu. Dạ. Dạ. trên năm 20 Dạ. là nó chỉ ở cái ngưỡng là 127 thôi, Dạ. tức là không 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 xuống nữa. Dạ. Thế nhưng mà từ Tết đến giờ ấy, thì là tôi lại có một cái thông tin của mấy người họ cho là ăn cái quả cà chua chín Dạ, dạ. là cũng tốt cho thận, Dạ. mà nói thật với bà con là này uống đạm của tức để cho nó xuống và nó xuống đâu Dạ. cứ 1,8 triệu một tháng, 1,8 triệu một tháng bác sĩ kê đơn cho để mình mua uống, Tức mà một là thuốc của Đức là mỗi tháng 1 triệu mấy á, mà uống không xuống. 1,8 triệu một tháng Dạ. đủ uống một tháng Dạ. cứ 4 viên hoặc là 2 viên một ngày Dạ. là hết 1,8 triệu. Thế mà không 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 xuống một tí nào. Dạ. Thế mà vừa rồi này là tôi lại có một cái bất ngờ nữa là trồng được cái quả cà chua chín rồi, bắt đầu tôi ăn từ trước Tết đến giờ đấy. Dạ. Bây giờ nó xuống, tôi cứ hôm đó là tôi cứ tưởng là 17 quá rồi, là 13 đấy, Dạ. còn lại 113 đấy, nó Bây xin quanh đấy, giờ nó bác xuống chia quanh sẻ đấy. lại cái vụ thông tin cà chua, tức là sau khi có mực mình uống từ 300 mấy nó xuống còn 100 mấy rồi nó không xuống nữa. Rồi Không xuống nữa, rồi sau này cái bác không ăn cỏ xuống mực nữa, thì nó lại xuống. Ủa, ăn cà chua. ăn cà chua. Dạ.
Nhưng mà sao bác biết được không tin cà chua nó lại tốt cho thận? Dạ. Nhưng mà bác ăn thì thấy nó tốt thiệt. Dạ. 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 Không có ai ai quan tâm. Dạ. 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 Trong khi bác ăn cà chua bác có ăn có mực không? Dạ. Tức là sau khi đi xét nghiệm ở bệnh viện là báo là hết suy thận rồi. Đầu cái mình ăn cà chua để mình bảo tồn thận. Dạ, dưỡng thận. Dạ. 113. Dạ. Thế là tốt. À, thêm một thông tin nữa cùng bà con mình ha. Là bác nói sau khi ăn có mực hết bệnh rồi, rồi bác có ăn thêm cà chua thì nó cũng giữ thận rất là tốt ha. Nhưng mà bà con mình thấy cái cỏ mực rất hiệu quả thì mình nên dùng cỏ mực trước đi. À, còn nếu mà như không có thì mình thử cà chua sau. Cái này thì Hoàng Sơn mới nghe thông tin từ bác thôi chứ cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Dạ. 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 Vậy là sau khi mình hết suy thận rồi là bác chỉ cần chế độ ăn uống mình tốt, mình không có cần ăn có mực nữa phải không? Dạ. À, bà con mình cũng nghe ha, giống như trên video trước mà Hoàng Sơn có chia sẻ đó là ba cũng bị suy thận mười mấy năm, ăn hết rồi là mười mấy năm sau không ăn cỏ mực, nhưng mà sau này cái creatinine nó tăng lại thì ba ăn cỏ mực thì nó lại giảm xuống. Thì giống như bác cái ăn hết hết bệnh rồi bác không ăn cỏ mực nữa, nhưng mà ăn cà chua thì nó giữ bảo quản tốt thận ha, nó rất là tốt cho thận. Dạ. Dạ. Nó bảo tồn thận tốt. Dạ. Dạ. Dạ, cà chua tốt hơn thuốc ngoài. Nếu mà cà chua thì chắc cả nhà mình rất là tìm rất là dễ dàng ha. Nếu mà lỡ không có cỏ mực thì mình nên thử cà chua xem sao, tại bác là người trực tiếp sử dụng. À, chia sẻ thêm thông tin cùng cả nhà mình ha. Dạ. 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 À, hồi hồi nãy con có nghe bác nói là cái bệnh gì nó chuyển sang suy thận qua rồi hả bác? Viêm đường tiết niệu của bác là viêm đường tiết niệu, còn ba con ngày xưa là bị tiểu đường, bị bệnh tiểu đường nó chuyển qua suy thận, còn của bác là viêm đường tiết niệu. Dạ. Rồi bác nói thận nó bị teo nữa hả bác? Dạ, nên là vẫn phải cố gắng bảo tồn hết sức. Đấy, thì mình phải bảo toàn để Dạ. cho nó tốt thật, nó là một quả nó làm được nhiều quả nó bệnh mỏi đi Dạ. À, con cảm ơn bác làm rất là nhiều. À, mà ngày xưa bác xem video làm sao bác tin mà bác nghĩ là có thì thể. chính là tớ phải cảm ơn đồng chí chứ, thì qua thông tin của đồng chí là tớ mới biết được là có một cái chuyện, còn thực ra thì mình cứ đi tìm hiểu thôi. Dạ. Tại vì cũng có nhiều khán giả là nghi ngờ cái video này nó có uy tín hay không, thì thật sự Hoàng Sơn muốn nhiều bà con hết bệnh giống như bác Đàm đây, khi mà mình đã có duyên mình gặp được cái video đó rồi và mình đã hết bệnh nhờ nó không có tốn tiền, và mình chia sẻ thêm để cho tạo động lực cho bà con mình, mà những người mà đang bị suy thận đó có thêm động lực. Bác có thêm chế độ ăn uống kiêng cử của mình sao cho bà con nghe luôn bác. Từ khi thưa nói thì lúc đầu mà bị suy thận ấy Dạ. thì cũng phải tìm hiểu các loại rau phải kiêng, Dạ. rồi các cái thực phẩm thịt cá các cái kiểu Dạ. gì là cũng đã nghiên cứu rồi Dạ. và cũng ăn gọi là ăn kiêng rồi. Thế nhưng mà sau khi tôi khỏi suy thận là tôi ăn bình thường. Dạ, sau khi hỏi thì thận ăn uống bình thường. Tại vì lúc đó thận mình nó yếu rồi, mình phải kiêng cử tối đa để cho nó không làm việc quá sức ha, cho nó phục hồi. Rồi sau khi giờ nó khỏe rồi thì mình ăn uống bình thường. Dạ. Ăn uống bình thường Dạ. không không phải kiêng cứ thì được.
Dạ. À, cả nhà mình thấy bác Đàm là ở ngoài Hà Nội, em thì trong Sài Gòn, thì hai người không có biết nhau nên là cũng đâu có xiên để làm video để gạt bà con chi ha. Bác có duyên. Dạ. Dạ. À, dạ. À, Bởi tức vì tôi đã từng uống bao nhiêu tiền đạm của Đức rồi, à xoa ruột. vậy là bác nói đạm của Đức, con nghĩ là giống như khi mà tiểu đường mình không được ăn đường bình thường và mình ăn đường Đấy, thuốc. cái đạm ấy, cái đạm ấy. À còn Cái khi này bây giờ mình không ăn đạm từ thức ăn và mình ăn đạm từ thuốc của bác nói thuốc của Đức. Nhưng mà bây giờ thuốc đó này nó không có hiệu quả bằng cà chua. Cà chua giữ tốt hơn. Dạ. Vừa mất tiền nhưng mà không có hiệu quả. Dạ. Dạ thôi cà chua mình đồ thiên nhiên tốt hơn nha. Không tốn tiền nữa. Dạ. Dạ. Một ngày một đến hai quả cà chua. Còn có mực bác ăn thì thế nào bác? 20 gram một ngày. 20 g hấp chín một ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, con cũng có chia sẻ à, mình đừng gia vị càng tốt ha, ăn giống như ăn rau luộc à, còn cá thịt chủ yếu là để mình dễ ăn thôi chứ đừng có lạm dụng đó. Dạ. À, dạ bà con mình cũng hay dùng đọt non để ăn nè, còn cái thân già tiết kiệm mình luộc lấy nước uống. Dạ. Dạ. Chính tôi cũng đang có ý định là để chế xuất cái cây này làm thuốc ấy. Dạ. Thế nhưng mà cũng một số ông bạn đại gia của tôi, ông cũng phản đối, ông bảo là chưa có nghiên cứu Chưa có nghiên cứu nên là khoan làm cái này ha, giờ mình trước. Dạ. để Ăn ăn trực tiếp đồ từ thiên nhiên đi ha. Dạ. À, lúc đồ đồ còn tươi. Dạ. Dạ. À, đó bà con thấy nếu mà giống như mình làm thành thuốc mình bán á thì bà con mình có thể nghi ngờ, còn cái này cỏ mực mình không có tốn tiền, bác chia sẻ, em chia sẻ và tất cả bà con mình đã hết chia sẻ, mình chỉ cần ra ngoài mình hái cỏ mực vô mình luộc mình ăn thôi thì hết suy thận thì đâu có gì đâu phải tốn tiền ha, nhưng mà quan trọng là chế độ ăn uống mình phải kiêng cữ và ăn đều đặn nha. Dạ. Siêu âm về thận nhé, Dạ. bởi vì quả thận của tớ bây giờ nó còn có 1/4 thôi. Bác này lúc đó thận bác yếu thì nó bị teo lại, nó nhỏ lại. Dạ. À. Dạ. Dạ. À, cái con mực mình có dễ trồng không bác? Nó tên là nhỏ nồi phải không? Ngoài Bắc. Dạ. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình á là nên lấy con mực về trồng, tại vì nhiều khi mình hái ở ngoài đồng á và con xịt thuốc xịt cỏ mình không biết, cái đó cũng hơi nguy hiểm nghe. Dạ, đó, cái đó, điều đó bà con mình phải chú ý. Dạ. Dạ. Lấy hột bác rửa bác tưới nhiều nơi thì nó mọc rất là nhiều à, nên là bà con mình nhớ có gì kiếm chỗ trồng đi à, hoặc là về quê nhà bà con trồng giùm rồi gửi lên mình ăn tuần vậy đó, cuối tuần lấy về bỏ tủ lạnh ăn được. Dạ rồi, con cảm ơn bác Đàm rất là nhiều. À, có dịp thì gặp bác ở Sài Gòn cà phê, con ở làm việc ở quận 1. Quận 1, dạ. Rồi, có dịp gặp bác tại Sài Gòn cà phê nha. Dạ. Rồi, con cảm ơn bác Đàm rất là nhiều. À, hôm nay, dạ, hẹn gặp lại bác.
gặp được dạ dạ đúng là thay thận nhưng mà cũng không khỏi không khỏe lắm đâu. dạ cũng không phải được dạ chỉ có muốn là thay thận. dạ rồi bác làm nghỉ ngơi nha. Dạ con cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ rồi con chào bác. Dạ nãy giờ cũng hơi lâu rồi ha, cũng 25 phút rồi, nên là Hoàng Sơn chia sẻ ngắn gọn. Tại tất cả những thông tin này á trên các video khác là Hoàng Sơn cứ lặp đi lặp lại rất là nhiều để Hoàng Sơn cho bà con mình coi cái phiếu xét nghiệm gần đây nhất của bác Đàm. Tại vì bác đó là bị 2-3 năm trước rồi, nên là khi cái bệnh phiếu xét nghiệm trước khi mình ăn có mực á, và sau khi ăn có mực chia sẻ trên trang cá nhân thì không ai quan tâm, nên là bác xóa hết rồi, với lại không có giữ. Còn cái phiếu này phiếu xét nghiệm gần nhất của bác nè, đây cả nhà mình coi ha. Đây, dạ không biết nhìn thấy rõ không, đây là của bác Đàm, phiếu xét nghiệm bác ở Hà Nội ha, bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Dạ đây là creatinine của bác là 113 nè, nó nằm trong khung giữa 82 đến 120. Rồi còn Sơn nói ngắn gọn lại xíu nha, tức là có mực thật sự nó rất là tốt và nó không tốn tiền. Bà con mình hỏi là bên Tây y thì sao, tại vì bác sĩ Tây y là giống như chữa bệnh cấp cứu, bắt buộc mình phải theo bên đó. Tại vì có mực á, tùy theo thể trạng của mỗi người, nên có thể có người nhanh có kết quả, còn có người có chậm có kết quả, và còn lệ thuộc vào cái chế độ ăn uống của mình nữa. Ví dụ mình nạp vào cơ thể nó tăng creatinine lên ha, nhưng mà khi mà cơ thể mình yếu á, thì nó sẽ xử lý không có tốt, nó sẽ giữ lại rất là nhiều. Còn cái con mực mình để mình phục hồi thận, nên bây giờ trước tiên thì mình phải giảm cái chế độ ăn uống từ ngoài vào để cho cơ thể mình nó đỡ quá tải nha. Mình có thể chia nhỏ và ăn ra để cho cơ thể mình nó vô từ từ. Mình có thể thay vì một ngày mình ăn 2 bữa cơm, một bữa rất là nhiều giống như đối với những người khỏe, thì bây giờ mình chia một ngày thành 4 bữa cơm, mỗi bữa mình chia nhỏ nó ra ăn ít lại ha, để cho cơ thể mình nó làm việc đều đặn và nó không quá tải. Và cái mình giảm để giảm tối đa nha, để cho cái cơ thể mình nó không làm việc nhiều, và sau đó mình ăn có mực để nó phục hồi. Thì bà con mình hỏi ăn bao lâu là phục hồi, thì đó như Hoàng Sơn nói, thứ nhất là do chế độ ăn uống kiêng cữ của mình nè, rất là quan trọng. Tại vì mình phải kiêng cữ, mình chặn cái bệnh nó lại trước cái đã, rồi sau đó mình ăn có mực thì nó phải tính tháng tính năm lận. Có bà con ăn rất là nhiều có mực, chế độ kiêng cữ tốt, thì 1 đến 2 tháng thấy kết quả rất là nhanh. Và có bà con mình ăn ít thì chế độ phục hồi nó sẽ chậm hơn. Còn bà con mình nói ăn mà sao không thấy tăng không thấy giảm, tức là bình thường thì cái cỏ mực nó sẽ làm tốt cho thận, nhưng mà bệnh mình có thể bị tăng nặng, nên cỏ mực mình phải tăng liều lượng lên. Ví dụ ban đầu mình chưa quen mình ăn ít thôi ha, rồi khi mà quen thì mình sẽ tăng liều lượng lên. Ví dụ ngày đầu mình hấp nửa chén thôi, cái ăn trong từng đó xong quen rồi mình sẽ sáng nửa chén chiều nửa chén, còn không mình tăng lên sáng chén chiều chén thì quá tốt ha. Nhưng mà chế độ kiêng cữ nghỉ ngơi nhiều chút xíu, và bà con mình nhớ theo ý kiến của bác sĩ Tây y nha, tại cái đó rất là quan trọng đó, mình không có ý y được. Rồi bà Sơn cảm ơn bà con rất là nhiều, bà con mình nhớ xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 giây nha. Còn số điện thoại cá nhân của bà con hết bệnh đó, thì bà Sơn thật sự là không chia sẻ cho cả nhà mình được, tại vì hiện tại trên kênh Sức Khỏe 60 giây đã có 20.000 người đăng ký kênh, và ngoài những người mà không có sử dụng điện thoại để đăng ký kênh đó, là rất là nhiều, có hàng chục đến hàng trăm ngàn người để xem cái video này. Nên là thật sự là Hoàng Sơn tất cả những gì cần chia sẻ và những câu hỏi của bà con Hoàng Sơn đã có trên video hết rồi. Còn nếu mà có gì thắc mắc á, bà con cứ để trong bình luận hoặc là xem thêm các video đi, rồi nếu mà thật sự có cái gì mới á, giống như hôm nay cái vụ cà chua nó tốt cho thận, thì Hoàng Sơn sẽ chia sẻ tiếp cùng cả nhà mình nghe. Chứ bây giờ thật sự là mấy ngàn người, 10.000 người, 20.000 người mà gọi cho một người như bác như thế này, thì thật sự là Hoàng Sơn là người ở cửa giữa rất là khó xử ha. Rồi thật sự cảm ơn bác Đàm rất là nhiều, và bà con đã chia sẻ thông tin cùng Hoàng Sơn. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Tất cả những cái thông tin này đều là thật hết,
Hy vọng là bà con mình thấy ai có nhu cầu mà cần thiết đó thì mình chia sẻ với Hoàng Sơn. Đây, điều này nó rất là tốt, nên là nếu bà con chưa tin thì có thể xem thêm các video ha, chứ khoan hả bình luận vội. Rồi, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.